Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Phố. Hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ hiện đang được thi công cả ngày lẫn đêm. Đây là công trình trọng điểm giải quyết được vấn đề ùn tắc tại đây. Đường Nguyễn Văn Linh kết nối trực tiếp từ khu đô thị Phú Mỹ Hưng về miền Tây theo hướng Bến Lức. Nơi đây, mật độ lưu lượng xe đông gây ùn tắc trong nhiều năm. Công trình hầm chui sẽ giải quyết được vấn đề cơ bản của làn ô tô đi trực tiếp về miền Tây. Các xe rẽ vào cảng Hiệp Phước sẽ có lộ trình đi mới. Cùng điểm lại một vài vấn đề cơ bản của Nhà Bè sau khi lên quận, thì hạ tầng là yếu tố định gần như toàn bộ nút thắt cổ chai của địa phương này. Vì các dự án bất động sản khu đô thị đang được triển khai rầm rộ ở đây, có thể kể đến như GS Nhà Bè, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, khu đô thị Capoland, khu đô thị Novaland. Sau khi các điểm nghẽn hạ tầng giao thông được tháo gỡ, cầu Thủ Thiêm 4 được hoàn thành, thì Nhà Bè kết nối với trung tâm quận nhất 95 phút, trung tâm tài chính Thủ Thiêm 20 phút, vị trí cực kỳ chiến lược. Ngoài ra, cao tốc Bến Lức Long Thành sắp được đưa vào vận hành sẽ kết nối trung tâm Nhà Bè với miền Tây và Long Thành cực kỳ tiện lợi. Các bạn nghĩ rằng sau khi Nhà Bè giải quyết được nhiều vấn đề hạ tầng giao thông, có trở thành khu đông thứ hai sau quận 9 không? Hãy để lại ý kiến vào phần bình luận bên dưới. Nhớ like và subscribe kênh để nhận thêm nhiều thông tin nhé.